Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần biên tập nội dung với định dạng là sách hoặc là file PDF. Thì chúng ta sẽ vào phần Việt Nam App Mobile. Thì chúng ta nên coi cái phần Session. Chúng ta có hai dạng, một là dạng danh sách đây. À, có bài viết nó dài, cái dạng thứ hai nó là dạng lật đây là dạng đã import vào file PDF. Ok, để bắt đầu đây chúng ta sẽ chúng ta tìm ấn phẩm. Đây là ta đang về đây sắp đây ta tạo mới, nó đang định dạng là trang. Chúng ta tạo mới và biên tập nhất ta sẽ import từ PDF, ta chọn file. Đây, ta lấy cái bài bí mật cảm ứng và CMA, ta đợi nó upload. Đây, ta đợi nó đang xử lý. Ok, sau khi xử lý thành công thì ta chọn chức năng là phát hành để cho nó ra ngoài. Ngoài ra chúng ta có thể thay đổi để sẽ ta review những trang nào mà không thích hợp, ta có thể xóa hoặc ta di chuyển vị trí trang, thay đổi được vị trí trang. Nếu ta không thích cái hình nền này, ta muốn đổi cái trang 2 thành hình nền thì ta chỉ thay đổi cái trang này thành trang 1, ta đóng thì nó sẽ nhảy thành trang hình nền, hoặc là ta thêm một cái hình khác vào đây và ta chuyển thành vị trí thành trang 1, sau đó ta quay lại. Ok, với cái trường hợp thứ hai là nó là dạng sách thì ta sẽ vẫn làm như thế. Ta ví dụ ở đây là ta tạo mới và biên tập, ta vào phần test là định dạng thứ hai, ta biên tập. Đây ta sẽ lấy nội dung, ok ta sẽ lấy nội dung ta bỏ vào đây. Ok, nó đã vào ta luôn. Chọn hình nền. Ta đóng phát hành. Để nó đã ra bài viết. Ngoài ra khi bất kỳ cái phần hỗ trợ thắc mắc, bạn liên hệ với hai số hotline ở đây hoặc là vào comment ở cái phần chat trực tuyến sẽ được tư vấn. Cảm ơn.